ở đây liên quan số tiền 600 đô đó, Lê Thanh Minh tốt nhiều là thu nhập còn như là không có, dù không phải thì không có. Xin tự nói lại cho đó. Còn liên quan bản thân tôi đó thì tôi cũng nói rõ gì trong bản thân cũng chính xác vì rằng tôi đã nói chuyện với cái người đó và cũng chính thức là tôi mình thấy một điều rằng người này là người lớn tuổi ở nước ngoài vì có cái tình thương với Thiên Nam, có tình thương với Lê Thanh Minh tốt thông qua một người bạn, và người bạn nói lên cái hoàn cảnh một con của Lê Thanh Minh tốt cũng của ông Lê Thanh Quang đem về nuôi dưỡng từ nhỏ, và bây giờ hoàn cảnh của người Thiên Nam cũng khó khăn vì là những cái thành viên lao động là đâu những vào đầu đi, cho nên cái vị này lòng lòng chắc hẳn và nhờ Lê Thanh Minh tốt là một tháng gửi đưa về Thiên Nam là 500 đô, bản thân cũng giúp nó cũng một phần là thằng con có điều kiện đó đó là 100 đô, và tổng cộng 10 lần như vậy thành ra nó đạt số tiền con số là 600 đô. Quý vị nghe em chia sẻ đó. Và tại thời điểm này, tại thời điểm này tôi khẳng định rằng tôi kiểm tra kiểm chứng kỹ là có rồi, có là tức là có cái việc chuyển tiền. Tôi khẳng định rằng tôi kiểm tra kiểm chứng kỹ là có rồi, có là tức là có cái việc chuyển tiền. Mà bây giờ tôi nói là không muốn thì phải chứng minh, như vậy là phủ nhận cái việc đó. Ở đây tôi chưa nói rằng nó đã đưa chuyển cho người Thiên Nam chưa hay không, đây lúc này không còn đặt ra cái chuyện nữa, mà đặt ra cái chuyện là có nhận hay không. Riêng là thằng mình tốt như cô làng luôn nó không, vì không có gì chứng minh là có. Rồi cái việc có thì nó đã có rồi, mà không nó đã không rồi. Như vậy là cái tính tự giác của mình, cái tính tôn trọng sự thật khách quan của mình, nếu đã có thì mình phải nói có, chứ tại sao lại nói không? Và khi người ta chứng minh được rồi thì mới chịu. Nếu nói như vậy đó thì ngay một cái giao dịch dân sự mình đã không trung thực. Rồi mình không trung thực đó, nó hai nơi mình không trung thực. Nơi thứ nhất là nhà hảo tâm, người ta có lòng tốt, người ta tặng cho gia đình mình, tặng cho cha mình, mình lại gian dối với người ta, mình phủ nhận, mình cho là vô không, không nhận, không chuyển. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi có tiền rồi mình nói câu này có nghĩa là không có làm sao mà đưa tặng cho người Thiên Nam, thì vậy mình lại gian dối với cha mình, gian dối với người thân thích của mình, gian dối với những đứa em còn thơ dại của mình. Liệu như vậy có phải là phong cách của một người nam nhi đại trưởng phu không? Tôi hỏi đó, tôi xin hỏi đó. Trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn biên thì có sẵn, không khó. Trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn biên thì có sẵn, không khó. Quý vị chúng chưa tin như tiên là mấy bữa giờ thì quý vị chưa thấy được thách thức trên không gian mạng, thách thức liên quan tới 6.000 đô la. 6.000 đô la khởi điểm ra đi từ tên Nguyễn Tiến Dũng và liên quan tới một người đó là được nêu tên là Lê Thanh Minh Tú. Ở đây ngày hôm qua tôi có chia sẻ cái bài đó, và chính tôi là tôi đã trên cái bài luồng like tôi cũng nói rằng nếu mà em Lê Thanh Minh Tú đó có nghe được luồng like này thì nên xem xét lại và dừng đi những cái việc mà công kích. Vì tại sao tôi nói? Bởi vì tôi đã được kiểm chứng, tôi đã được kiểm chứng có cái gì gọi là chứng từ chuyển tiền, có cái gì gọi là chứng từ chuyển tiền, tôi đã được kiểm chứng có cái gì gọi là chứng từ chuyển tiền, mà hay dùng từ biêu đó, cái chứng từ chuyển tiền mà quý vị chứ không biêu đâu là nó chẳng qua là chứng từ